xin chào anh em. Buổi sáng ngày hôm nay xin giới thiệu tới anh em ba cái mẫu xe 16 chỗ. Hai chiếc thì đã được hoán cải rồi để chờ hàng, còn một chiếc thì vẫn là 16 chỗ. Thì cái mẫu xe 16 chỗ thì cho anh em mua về chở học sinh đi học rất hợp lý. Còn hai cái chiếc mà đã hoán cải rồi cho anh em mua về mình chở hàng hóa này. Còn nhất là anh các anh mà làm đồ điện nước này, điện gia dụng này. Đấy, mình mua về mình chở đồ rất là nhiều. Đấy. Và ok, đây là chiếc đây là trên màn hình anh em đang xem, đây là có chiếc mẹc này, chiếc mẹc 2005 máy dầu này. Chiếc này đã hoán cải rồi. Thì đăng ký 6 chỗ ngồi và có khoang chở hàng sau lên đến 940 cân anh em nhé. Đấy, anh em mua về chở rất là nhiều đồ đó. Đấy, còn bên cái thứ hai này thì cũng là một chiếc Ford Transit 2010 anh em ạ. Máy dầu. Chiếc này thì cũng đã hoán cải rồi và đăng ký 3 chỗ ngồi. Khoang chở hàng sau lên đến 930 cân. Rất là nhiều cho anh em chở hàng hóa này. Còn chiếc thứ ba này thì là chiếc Ford, cũng Ford Transit. Nhưng nó sản xuất 2005, máy dầu. Chiếc này 16 chỗ, rất là hợp cho anh em mua về chở các cháu học sinh đi học. Đấy, 3 chiếc buổi sáng ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em đầu máy dầu. Đi rất là khỏe, tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. Nó chỉ ăn tầm khoảng 6-7 lít trên 100 km thôi. Đấy, anh em mua về chở thì rất là kinh tế. Còn 3 chiếc là đều máy cực khỏe luôn anh em ạ. Trang thiết bị của nó đều hoạt động rất là tốt, gầm bệ chắc anh em nhé. Rất là đẹp. Thì nếu anh em có nhu cầu ba cái mẫu xe này, anh em có thể đến tại xem xe tại cửa hàng Auto Tiến Khanh Hải Dương, Kinh Môn Hải Dương anh em nhé. Hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0943 62 61, hoặc là kết bạn Zalo trực tiếp qua số điện thoại của em Khanh. Vâng, để sở hữu ba cái mẫu xe này thì sau đây sẽ đi vào chi tiết cho anh em xem từng mẫu xe một. Thì trước tiên là giới thiệu anh em là chiếc Ford, chiếc Mercedes-Benz sản xuất 2005 màu máy dầu, xe đến từ thương hiệu của Đức anh em nhé. Riêng dòng này đi rất là chắc xe và nó rất là đầm xe, riêng đồ được đấy, gầm bệ chắc lịch luôn anh em ạ. Anh em nhìn được cái đân vỏ của nó rất là đẹp luôn anh em nhé. Anh em nhìn nó cái chiếc này thì nó đăng ký là 6 chỗ ngồi anh em nhé. Đây anh em nhìn này, đấy, 6 chỗ ngồi, và anh em nhìn ra thế là nó còn đẹp nha anh em nhé. Và ghế đẹp này, bên trong cơ bản nội thất là cũng còn khá là đẹp này anh em này, nhìn này, đấy nhìn chiếc này đẹp chưa. Cái này tay cần số là tay ngắn rồi anh em nhìn này, đấy. Điều hòa rất là mát anh em nhá, điều hòa mát, đấy cửa kính tất cả là lên xuống là ok hết anh em ạ. Đấy, nội thất là anh em về chỉ việc dùng thôi, không phải làm gì cả. Chiếc này đăng ký 6 chỗ ngồi anh em nhá. Đây. Còn khoang chở hàng sau là 940 cân. Đấy. Nó cũng tương đối rộng cho anh em mua về mình dùng này. Đấy, nó tương đối là rộng. Đây anh em nhìn này. Đó. Rồi anh em nhìn nhá. Rất là rộng đúng không? Đấy, cái này thì anh em mà làm đồ điện dân dụng hay điện gia dụng, anh em chở đồ hàng hóa thì ok này. Đấy, xung quanh anh em nhìn này, đã hàn chắn rất là cẩn thận cho anh em sửa hàng rồi. Cái này nó đấy, chở đồ rất là nhiều anh em ạ, 930 cân mà. Biển Hà Nội anh em nhé. Mà nói anh em là cái dòng hoán cải đấy, nếu mà 2005 thì cái thời hạn sử dụng của nó là còn 10 năm nữa anh em nhé. Vì cái dòng 10 hoán cải này là sẽ sử dụng được 25 năm. Đấy, còn chiếc này thì sẽ còn được 10 năm nữa này. Xong rồi là cái đăng kiểm của nó là 7 năm, còn 7 năm nữa đăng kiểm điểm kiểm được 6 tháng anh em nhé. Đấy, anh em mua về là còn chạy thoải mái luôn anh em. Đấy, xin cho anh em nhìn qua về cái gầm. Đấy, còn máy móc anh em nhìn này. Đấy, hơi thừa không có anh em nhé. Đấy, máy rất khỏe luôn. Hơi thừa hoàn toàn không à, khói đấy, khói anh em nhìn không có khói nhá. Xe máy rất khỏe đó anh em ạ, anh em chở đồ thì yên tâm đi. Anh em nhìn này gầm bệ nó chắc này mà, anh em nhìn không đấy, gầm bệ nó chắc như này anh em đấy, về chở thì yên tâm anh em nhá.
Rồi quả lốp này, lốp anh em nhìn nhá, lốp này rất là mới anh em nhìn này. Đấy, anh em về cứ chạy mãi, cứ chạy còn dài thôi, anh em yên tâm rồi. Đấy, đăng kiểm cũng còn mới đăng kiểm, con này mới đăng kiểm xong anh em nhá. Đấy là riêng cái con mẹc Mercedes-Benz này, tất cả là ok cho anh em về sử dụng này. Điều hòa mát này, đăng kiểm dài này, gầm bệ chắc này. Đấy, nội thất là còn ok này, nguồn số là vào ngoại anh em nhé, máy khỏe. Về cái mẫu mẹc này thì bên cửa hàng đã chào bán cho anh em là mới giá là 125 triệu đồng anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0943 622 611, xem xe trực tiếp tại Kinh Môn Hải Dương. Vâng, tiếp theo là đến cái con Ford Transit, cái này, con này thì mới về trong chiều hôm qua thôi. Đấy, con Ford Transit 2010, con này thì còn đến 15 năm sử dụng nữa cơ anh em nhé. 2010 này. Đấy, con này cũng đăng kiểm, mới đăng kiểm anh em ạ. Chắc 2010 thì đẹp, còn rất đẹp nữa anh em. Đây anh em nhé, con này thì nó đăng ký là 3 chỗ thôi. Đó, nó đã chuyển tay cần số ngắn rồi anh em nhìn này. Đây, nó cũng đăng ký có 3 chỗ ngồi thôi. Còn tất nội thất thì, hay là nội thất của nó thì đẹp anh em nhé. Đây này, nhìn anh em nhìn này. Đây, nội thất là rất đẹp luôn. Đây anh em nhìn. Nội thất cái này về anh em cũng không phải làm cái gì cả, đăng kiểm dài. Máy móc thì còn zin anh em nhé, nên con này máy móc còn zin. Đấy, kính kia kìa, cửa kính này. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, lên xuống ok anh em nhá. Đấy, tất cả riêng cái con này thì anh em không phải nghĩ gì cả. Đấy, đấy anh em nhìn này, con này là cái khoang chở hàng, anh em nhìn nó rộng như thế này cơ mà. Đấy, anh em nào mà cần cái đồ, cần cái khoang rộng để chở hàng công canh gì đấy thì đây con này là hợp với anh em này. Đấy, anh em nhìn này, không sắt nhất là cũng gì hết rồi này anh em nhìn. Đấy, hàn hết rồi. Đấy, đây anh em chở đồ nó yên tâm. Con này đấy, con này anh em về chạy mỹ mãn rồi. Đấy anh em, đấy, anh em nhìn này. Đấy, riêng con này không có gầm bệ của nó cũng cực kỳ là chắc này anh em ạ. Đây, đấy, nhà hôm nay có hai con đã hoán cải rồi thì anh em xem trong cái tầm tiền nào mình hợp với con nào thì anh em lấy nhá. Con này thì đấy anh em, là con này đang chào bán 160 triệu anh em ạ. 160 triệu cho anh em mua về trả đồ đây. Đấy, khoang nó rộng như này. Con này thì 2010, thời hạn sử dụng nó còn dài hơn. Đấy, 15 năm nữa rồi nó mới hết. Đấy, anh em nếu mà cần xe mà chạy mỹ dài nữa thì đây con này là hợp rồi. Còn nếu anh em cần con trong cái tầm tiền anh em ít một chút thì con mẹc kia 125 triệu thôi. Đây 125 triệu. Đấy, anh em ok này. Con này con Ford Transit 2010 đã hoán cải này anh em chào bán 160 triệu anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại 0943 622 611. Con này tất cả là ok cho anh em về chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì cả, lốp láp anh em nhìn này. Đây, ok rồi. Đây, con này nó 930 cân anh em này. Dòng Ford này đi sướng, cũng sướng lắm anh em ạ. Nhưng dòng Ford này nó cũng rất là chắc xe. Ok anh em rồi, rất là đẹp. Đây con này đây, đây anh em nhìn này, máy còn zin này mà chưa có hơi thừa gì cả anh em nhìn này. Đấy, hoàn toàn là không có hơi, không có khói hết nhìn anh em nhé, không có khói này. Đấy, máy rất khỏe anh em ạ. Sang bên cái con Ford Transit, rồi em giới thiệu cái con Ford Transit 2005 này, máy dầu này.
Con này thì vẫn 16 chỗ anh em nhé. Con này anh em mà mua về chở học sinh đi học, gọi các cháu học sinh đi học là ok rồi anh em này. Đây, anh em nhìn này, ở riêng con này anh em điều hòa yên tâm đi, thì các cháu học sinh thì thường thường là rất thích điều hòa, nó phải mát thì các cháu ngồi không muốn ra mồ hôi mà. Đấy, cái này thì anh em yên tâm, con này điều hòa mát lắm. Đấy, 16 chỗ nha anh em nhá, nội thất này ok này. Con này thì nó có cái nên điều chỉnh cái cửa tự động anh em nhé. Đấy, con này có cái điều chỉnh cửa tự động này. Đây em mở cho anh em xem này. Đấy, con này có cửa tự động rồi. Đấy, anh em thấy không? Rất là tiện nhá. Chỉ cần một mình anh em lái xe thôi là không cần phải chạy lên chạy xuống để mở cửa cho các cháu. Đấy, anh em chỉ cần ngồi bấm nút là ok thôi. Đây, còn nội thất của nó thì ok anh em nhé. Tiền nào thì của đấy anh em ạ. Con này thì có 75 triệu thôi. Còn 75 triệu cho anh em mua về chở học sinh đi học. Còn anh em mà muốn hoán cải cái con Ford Transit 16 chỗ này thì anh em liên hệ với em Khanh nhé. Hoặc kết bạn Zalo với em Khanh để em Khanh tư vấn cho anh em về cái thủ tục hoán cải cái mẫu xe này và giá cả cái hoán cải chiếc xe này. Đấy, còn chiếc này thì anh em yên tâm, cũng còn rất là ngon nha. Anh em nhìn này. Đấy, thân vỏ cái các thứ của nó là cũng còn ngon nhá. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn này. Rất là chắc. Con này cũng không có hơi, không có khói cả anh em này. Nhìn này. Ba cái mẫu hôm nay em giới thiệu đặc biệt cho anh em. Đấy, xe máy rất khỏe. Con này đấy, vỏ viết là anh em về là cứ việc chạy thôi. Con này bốn quả lốp còn rất là mới anh em nhá, khá mới luôn anh em, về cứ việc chạy thôi này. Gầm bệ cũng chắc luôn anh em ạ. Gầm bệ rất chắc anh em nhé. Đây em sẽ mở cái cửa kia ra để anh em xem một chút rồi bên trong 16 chỗ của nó, bên trong cái nội thất của nó. Đấy. Đây anh em nhìn này, nói chung là cũng còn vẫn sử dụng tốt anh em ạ. Đấy, nội thất là vẫn sử dụng tốt nhá. Có 75 triệu thôi anh em ạ. Mua về mình chở các cháu đi rất là yên tâm. Giá rất rẻ thôi. Vẫn là sở hữu được cái chiếc xe nó còn ngon nha. Vâng, ok anh em nhé. Buổi sáng ngày hôm nay đặc biệt giới thiệu cho anh em cái mẫu ba cái mẫu xe này. Thì em xin báo giá lại từng con một cho anh em lắm để anh em có cái nhu cầu và trong cái tầm tiền nào anh em lấy chiếc xe này nhá. Thì chiếc Ford Transit 2005 máy dầu này, xe vẫn còn 16 chỗ chưa hoán cải. Anh em mua về chở các cháu học sinh đi học thì em để cho cái giá 75 triệu. Còn nếu anh em có nhu cầu hoán cải cái chiếc Ford Transit này thì anh em liên hệ với em Khanh theo số điện thoại 0943 6261 để em Khanh tư vấn về cái thủ tục hỗ trợ cái thủ tục hoán cải cái mẫu Ford Transit và cái giá thành của nó anh em nhé. Anh em nếu có nhu cầu. Còn chiếc Ford Transit 2010 máy dầu đã hoán cải, chở được 930 cân và đăng ký 3 chỗ ngồi thì mới cái mẫu xe này thì anh em đang để cho anh em là cái giá là 160 triệu. Còn chiếc Mercedes-Benz này 2005 máy dầu, xe rất đẹp anh em ạ. Thì đã hoán cải rồi và đang kiểm đến 6 chỗ ngồi và khoang chở hàng 940 cân. Thì mẫu này cho để cho anh em cái giá là 125 triệu đồng. Đấy, anh em muốn xem xe trực tiếp thì đến tại Kinh Môn Hải Dương anh em nhé.
hoặc liên hệ sẽ qua số điện thoại 0943 62 61. Vâng. Rồi, buổi sáng ngày hôm nay giới thiệu tới anh em ba mẫu xe rất là đặc biệt này, rất là đẹp này. Thì anh em có nhu cầu liên hệ sớm với em Khanh để sở hữu. Vâng, và một lần nữa em Khanh xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video clip tiếp theo.